Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món cheesecake chanh. Không biết các bạn thế nào, nhưng mà mình thì thấy cái món bánh này rất là phù hợp với cả thời tiết oi bức mùa hè. Bánh cheesecake chanh sẽ có một lớp đế bánh giòn làm từ bánh Oreon và bơ. Đầu tiên về dụng cụ, mình cần có một khuôn tròn đế rời khoảng 18 cm. Để làm cho cái thành bánh có độ mịn màng và đẹp thì mình cần có một tấm phim trong. Loại phim này bạn có thể mua tại các cửa hàng photocopy. Để chuẩn bị vào bánh, mình sẽ gập đôi tấm phim này lại và dùng dao cắt ra để lót vào thành khuôn của bánh. Bình thường bạn cũng có thể dùng khuôn mà không có lót, nhưng mà khi lấy bánh ra thì thành bánh sẽ không được mịn màng đẹp bằng khi là ta lót một tấm phim này vào phía bên trong. Tiến hành làm lớp đế bánh. Đế bánh thì cần có khoảng 2 phong bánh Oreo bỏ phần kem bên trong, có nghĩa là mình chỉ cần sử dụng cái phần vỏ bánh ở phía bên ngoài, và có 50g bơ. Bơ thì sẽ sử dụng bơ nhạt và dùng lò vi sóng đun chảy, hoặc cho nếu không có lò vi sóng các bạn có thể cho vào nồi hấp cách thủy. Và bây giờ thì mình sẽ đun chảy cái bơ này ra nhé. Phần đế của bánh sẽ gồm có bánh Oreo bỏ phần kem và 50g bơ chảy. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cán bánh ra bằng chày. Cách này sẽ rất nhanh và các bạn sẽ có những cái mẩu vụn bánh mịn nhuyễn. Sau khi bánh đã được cán vụn ra, các bạn cho vào một bát. Bánh Oreo sau khi cán sẽ tạo thành một lớp bột mịn xốp màu đen. Bạn cho bơ chảy vào và trộn đều. Ta phải trộn cho đến khi nào bơ và bánh nhuyễn thành một khối mịn. Sau khi bơ đã khá đều với cả bột thì ta phải dùng tay để bóp cho nó nhuyễn ra. Ta có thể chuyển sang một bát to hơn để trộn cho dễ. Sau khi trộn bơ và vụn bánh đều, bánh sẽ không còn tơi nữa mà giờ đây sẽ có thể nắm lại như thế này. Đó là khi bơ và bánh đã nhuyễn vào với nhau. Khuôn đã được chuẩn bị sẵn bằng cách là lót mica vào thành khuôn. Đổ toàn bộ vụn bánh Oreo đã trộn với bơ vào khuôn và dàn đều ra. Bạn có thể dùng tay ấn nhẹ một chút xuống để cho bơ và bánh dính vào với nhau. Như vậy là đã hoàn thành xong phần đế bánh. Bây giờ ta sẽ cho phần đế bánh này vào ngăn đá tủ lạnh trong khi làm phần thân bánh tiếp theo. Trong thời gian chờ đế bánh ở ngăn đá của tủ lạnh có thể đông lại và định hình, chúng ta tiến hành làm phần thân bánh cheesecake. Ta phải ngâm các lá gelatin vào trong nước. Lá gelatin rất cứng, nhưng chỉ cần các bạn nhúng vào nước một chút, nó sẽ tự động mềm ra. Trong thời gian đó thì các bạn tiến hành bào vỏ chanh. Bạn nhớ là khi bào vỏ chanh vàng, chỉ bào vừa đủ để phần vỏ vàng của chanh rơi xuống bát. Vỏ chanh sau khi bào sẽ là những mẩu vụn nhỏ màu vàng. Phần quả chanh sẽ vắt lấy nước. Bạn có thể cắt lại một vài lát chanh mỏng trước khi vắt nước để chút nữa trang trí lên phần trên bánh cho đẹp. Nên bỏ hạt trước khi vắt. Vắt nước chanh vào phần vỏ chanh vừa mới bào xong. Bỏ hạt chanh ra.
Đây là hỗn hợp nước chanh và vỏ. Chanh sau khi vắt nước, các bạn để riêng. Ta quay lại với lá gelatin. Gelatin sau khi ngâm nước sẽ trở nên mềm, như một miếng thạch vậy. Bước thứ hai, ta sẽ phải đánh mềm phô mai tươi bằng máy đánh trứng. Để đánh cho dễ dàng hơn thì ta cho vào đây một chút kem tươi. Phô mai đánh mềm ở tốc độ nhỏ nhất. Đây là phô mai sau khi đánh xong sẽ có độ mềm và mịn như thế này. Bạn tiếp tục cho nước cốt chanh vào phô mai và đánh đều lên. Sau khi phô mai đánh cùng với nước cốt chanh có vẻ mượt hơn thì ta mới cho đường vào để đánh tiếp. Phô mai sau khi đánh xong sẽ có độ mượt, mềm và bóng. Giờ bạn để phô mai sang một bên và tiếp tục đánh kem whipping ở một âu khác. Bạn nhớ khi đánh whipping sẽ đánh ở tốc độ nhỏ nhất và đánh thêm một đường. Bạn sẽ đánh đến khi nào kem tươi tạo cho mềm. Quay đánh lên thấy kem không bị chảy xuống. Khi mặt kem đã nổi vân và cầm quay đánh lên không bị chảy thì phải dừng lại ngay. Kem tươi sau khi đánh xong sẽ được trộn với phần phô mai lúc trước. Bạn nên dùng một phới mềm để trộn đều nguyên liệu với nhau. Khi trộn nên trộn nhẹ nhàng từ dưới lên. Không cần trộn quá mạnh tay, bạn chỉ cần trộn nhẹ nhàng nhưng thật đều. Gelatin sau khi quay chảy, bạn cũng sẽ cho vào hỗn hợp phô mai và kem tươi này. Nhưng trước khi cho gelatin vào, bạn nên để lại một phần kem phô mai vào túi bắt kem để dùng để trang trí lên trên thân bánh sau khi làm xong. Giờ bạn sẽ nhanh tay trộn gelatin vào hỗn hợp kem phô mai. Vì gelatin đông lại rất nhanh nên bạn cần phải nhanh tay trong bước này. Trộn nhẹ nhàng để hỗn hợp kem được mịn và mượt. Sau khi trộn xong, kem sẽ dẻo mịn. Sau khi bánh đã được dàn phẳng mặt, bạn cần phải cho bánh trở lại trong ngăn đá của tủ lạnh từ 30 phút đến 1 tiếng để bánh thật sự cứng lại và định hình tốt.